nên đi học rồi về mở shop hoa hay mở shop rồi mướn thợ về làm. Trong cuộc hành trình đầy trong gai của nghề cắm hoa, có những câu chuyện rất đắng cay nhưng cũng đầy ý nghĩa và sức sống. Một trong số đó là câu chuyện về cuộc chiến của mẹ mình với nghề đầy niềm đam mê và sự quyết tâm. Cách đây gần 20 năm, mẹ mình đã dấn thân vào con đường mở shop hoa đầy hy vọng và lạc quan. Nhưng không may, mọi rắc rối đã bắt đầu từ khi mẹ mình quyết định mướn thợ về làm mà không có sự chuẩn bị cẩn thận Thời gian quy định sáng đi làm từ 7 giờ, chiều về lúc 5 giờ. Thế nhưng khi vui thì 10 giờ anh tới, buồn thì anh ngủ tới trưa mới đi làm. Đang làm bạn rủ nhậu thì lại bỏ ngang luôn. Đơn đang gấp, cãi nhau với bồ, thế là bỏ về để giải quyết việc riêng. Ăn nhậu xỉn quá, ngày mai nghỉ luôn, không đi làm. Mà tiền thì ngày nào cũng phải lấy đủ. Vì thời gian đó thợ làm hoa rất ít nên đành ngậm đắng nuốt cay không làm được gì. Thời gian trôi qua, công việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những lúc gặp khó khăn, anh ấy lại trốn tránh thay vì đối mặt. Nhưng giữa những thử thách và khó khăn, mẹ mình vẫn không từ bỏ. Bằng lòng đam mê và sự quyết tâm không ngừng, mẹ đã đứng lên, tự mình tiếp tục hành trình của mình. Nhưng kết quả vẫn thất bại nha cả nhà. Có lẽ vì mẹ không có duyên với nghề. Sau này, vì nghĩ dù gì mẹ mình cũng thích hoa, mà mình thì lại thích kinh doanh, nên mình mới mở một sức hoa một lần nữa. Mình nghiêm túc học hành từ các đàn anh đi trước, sau đó phát triển thêm không ngừng rèn luyện bản thân để có một phong cách cho riêng mình. Những bài học từ việc thất bại của mẹ mình đã giúp mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Sau này vì muốn mọi người không bị rơi vào tình huống như mẹ mình, mình đã chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm miễn phí để giúp đỡ cho những ai đang bắt đầu con đường mới trong ngành hoa. Mình hy vọng sẽ lan tỏa tình yêu, niềm tin đến cho mọi người. Và mình là Nguyễn Khánh Tường, người chia sẻ kiến thức ngành hoa hoàn toàn miễn phí. Hãy follow mình để biết thêm nhiều kiến thức về ngành hoa các bạn nha.